Khiêm tốn nghĩa là sự thật, sống sự thật về mình. Mà thật ở đây là gì? Là biết được cái tốt và cái xấu của tôi và bằng lòng với điều đó, và ý thức được rằng Chúa thương mình bất chấp mình thế nào. Nếu mà mình nhìn nhận Chúa thương mình là đủ thì mình không cần phải lo sợ trước ánh mắt và lời nói của người khác nữa. Mà nhiều khi mình không bằng lòng với việc Chúa thương mình, mình không chấp nhận, mình thấy chưa đủ. Cái thứ hai, mình đừng ảo tưởng rằng mình hoàn hảo. Khiêm tốn nghĩa là gì? Mình thấy được con người của mình cũng có cái yếu đuối, mình có điểm mạnh nhưng mình cũng có điểm yếu, mình không là gì hết. Mà khi mình nhận ra điều đó thì sao? Mình dễ cảm thông cho yếu đuối của người khác và mình không cười trên yếu đuối của họ, nhưng mình có thể kết nối với họ. Vì sao vậy? Tôi yếu đuối, tôi thấy anh, tôi thấy chị cũng yếu đuối, tôi cảm thông được, mình kết nối được với cái yếu đuối của nhau, mình dễ đón nhận nhau hơn và mình không còn đố kỵ và tìm cách cho rằng mình hơn nhau. Và cuối cùng, thưa anh chị em, tại sao nó quan trọng? Người ta nói, người ta làm cái nghiên cứu đó anh chị em, trong các cái loại tình yêu trong đời sống thường ngày, mình nói từ yêu nhiều lắm. Tình yêu hôn nhân, người ta nghiên cứu những cặp vợ chồng mà nói yêu nhau trong hôn nhân và yêu nghĩa là gì đó, người ta sẽ tìm hiểu những người này người ta nói yêu nhau. Vậy trong họ thế nào là yêu, bao gồm những điều gì? Thì ta liệt kê rất là nhiều thứ. Ví dụ như tin tưởng nhau, quan tâm đến nhau, yêu thương nhau, trân trọng nhau, tha thứ cho nhau là yêu. Nhưng mà người ta khám phá rằng bất cứ một tình yêu nào mà thiếu hai cái này thì tình yêu đó không có bền và không phải là tình yêu thật. Đó là gì thưa anh chị em? Tri ân và khiêm tốn. Nếu một cặp vợ chồng mà không có khả năng tri ân nhau và không có khiêm tốn, không phải là yêu, không phải là tình yêu vợ chồng thật. Tại vì nếu mà họ không tri ân thì nghĩa là gì? Họ nghĩ là họ xứng đáng, nghĩa là họ đặt họ trên người kia. Tôi xứng đáng được cô, được anh làm cái này làm cái nọ cho tôi. Tình yêu của tôi là tình yêu xứng đáng. Mà tình yêu xứng đáng thì không có biết ơn. Tình yêu xứng đáng là tình yêu của trao đổi. Như anh chị em nghe đó, trong bữa tiệc đó, mời cái người mà đồng cấp với mình thì mình trao đổi thôi. Về tình yêu xứng đáng nghĩa là tình yêu trao đổi, đổi chác. Tôi làm cái này cho anh làm cái này cho tôi, đổi chác thôi. Mà đổi chác nghĩa là tôi không có nhìn nhận việc người kia làm cho tôi một cách nhưng không. Mà nếu mà làm không làm nhưng không, mà làm theo kiểu mua bán và đổi chác nghĩa là gì anh chị em? Nghĩa là đâu có yêu đâu. Và anh chị em tưởng tượng hai vợ chồng người ta sống với nhau mà người ta không biết ơn, chuyện gì sẽ xảy ra? Khi mà người ta thấy người kia không còn làm cho họ cái mà họ mong đợi nữa đó, họ coi thường, họ sỉ vả, họ lên án, thậm chí họ quay lưng lại với nhau. Vì thế tình yêu vợ chồng mà không có tri ân không bền. Nhưng tại sao phải có tri ân? Làm thế nào để có được sự tri ân? Phải có sự khiêm tốn. Khiêm tốn nghĩa là gì? Là nhìn nhận rằng mình bất toàn. Cái thứ hai, nhìn nhận rằng mình không là ai để có cuộc đời người kia trong cuộc đời của mình. Anh chị em nghĩ mình có mua được một cuộc sống không? Mình tự làm ra cuộc sống được không? Không. Và mình đem một người về sống chung cuộc đời với mình, chia cơm sẻ áo với mình, sinh con ra cho mình, mà cái người đó ở đâu ra? Từ bao nhiêu mồ hôi nước mắt và đau khổ của cha mẹ họ, đúng không? Từ bao nhiêu mồ hôi nước mắt và đau khổ của cha mẹ họ để mới làm cho con người đó lớn lên là một cuộc sống mà về sống với mình. Vậy thì mình là ai? Mình đâu có mua được, không mua được đâu, không tạo ra được đâu. Mà không mua không tạo ra được thì mình mới biết được là mình không xứng đáng có người đó bên mình. Khiêm tốn. Và khi mình khiêm tốn như vậy thì mình mới tri ân được. Khi họ khiêm tốn thì họ nhìn nhận rằng họ luôn luôn trân trọng sự hiện diện của nhau trong đời. Họ biết vị trí của mình trong cuộc đời của nhau và họ biết tri ân nhau.